cây chay giống bạn nhá. Hình ảnh các bạn đang nhìn là những cái cây chay giống ạ. Nhân giống bằng là phương pháp gieo hạt nhé bạn nhé. Cây cao từ 80 phân đến 1 mét. Có những cây cao được đến 1m2. Nếu mà vận chuyển đường bưu điện thì nhà mình chỉ chuyển được cái cây cao từ 1m2 trở xuống thôi ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây chay giống ạ, thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình nhá. Ngoài hàng chay thì nhà mình còn có cây bàng Đài Loan. Cây ở đây thì cái lô này cao khoảng tầm 1m8, 2m, 2m rưỡi. Cái đường kính gốc của nó thì khoảng tầm được 4cm nhé bạn nhé. Ngoài ra nữa là còn có cây Osaka hoa màu vàng ạ. Cây cao khoảng tầm 3m. Đường kính gốc của nó khoảng tầm 5 đến 6 nhé bạn nhé. Đây ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây này, xin vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Ngoài ra thì còn cũng có một cái loại nữa là Osaka mà cao khoảng tầm 2m rưỡi. Đường kính của nó khoảng tầm 4 ạ. Ngoài ra nếu như các bạn xem cái video này, các bạn sẽ thấy nhà mình còn rất nhiều các cái loại cây chay khác. Cây cao khoảng tầm 2m rưỡi, 3m. Có những cây cao hơn ạ, đường kính gốc từ 2 đến 4cm nha bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây chay ạ, đây ạ, ví dụ như là nếu mà chúng ta vận chuyển được bằng đường xe tải ạ, thì đây cái cây này nó phải cao tầm 3m, hơn 3m nhiều. Số lượng rất nhiều nha, các bạn có nhu cầu thì alo sớm ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.